Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thùng Nữ Cà Mau. Mấy tháng trước thì Linh có nấu một cái nồi phở bò, nhưng mà trong lúc đó thì Bảo bị đứt tay nên là cử ăn thịt bò. Thì hồi bữa giờ là Bảo cũng nói là muốn ăn cái món phở bò do dì ba nấu. Thì bữa nay là Linh đi chợ, Linh có mua 2 kg thịt bò. Phần thịt này thì Linh mua phần thịt đùi. Phở thì mình có thể là mua thịt đùi hoặc là mình mua nạm hoặc là gân, tùy theo mình thích thôi. Thì chỗ Linh thì Linh thấy người ta chỉ có bán cái phần thịt đùi này, thì cái thịt này là người ta cũng đã qua đông lạnh rồi. Ở đây thì Linh có mua thêm 2 kg xương heo, tại vì do là không có xương bò nên là Linh mua cái xương ống heo này để nấu cái nước súp cho nó ngọt. Thì bây giờ là Linh sẽ rửa cái phần thịt bò với xương heo này để mình mới bắt đầu nấu. Linh bỏ 2 cái vô rửa chung luôn. Trước tiên thì Linh đổ nước vô, Linh rửa sơ trước cái, cho nó sạch cái phần máu. Nếu như mà mình mua được xương bò thì mình hầm bằng cái xương bò thì cái nước súp của mình nó sẽ ngon hơn. Mà chỗ Linh không có nên là Linh mua đỡ xương heo. Bây giờ thì Linh bỏ xíu muối vô để mình nhồi, muối với rượu. Mình rửa kỹ cái phần xương với cái phần thịt này á, để một lát á mình hầm cái nước dùng cho nó trong. Thì cái phở là quan trọng nhất là cái nước dùng thì phải trong thì cái phở của mình nó mới ngon. Linh rửa xong rồi, bây giờ là Linh sẽ xả lại với nước sạch thêm một nước nữa. Lúc này là cái thịt nó thiệt là sạch luôn nè, cái nước của mình nó cũng rất là trong. Bò Linh rửa với rượu xong rồi cái là nó tái cái màu thịt bò lại luôn. Thì ở bên này á, là Linh có bắt sẵn một cái nồi nước. Nước lúc này cũng rất là sôi rồi, thì Linh sẽ bỏ cái xương này với cái thịt bò vô mình trụng sơ trước. Linh cho cái thịt bò vô trụng. Linh cho vô xíu gừng cho nó thơm. Cho xíu muối. Bỏ vô trụng tầm khoảng 2 phút thì mình hãy vớt ra. Dạ Linh trụng hồi nãy giờ thì cái thịt bò với cái xương heo nó cũng săn lại rồi. Ở bên đây thì Linh có chuẩn bị thao nước. Linh sẽ vớt cái thịt bò với cái xương heo ra, mình bỏ vô cái thao nước này để mình rửa lại cho nó sạch. Cái cục thịt bò nó to, trụng xong cái nó teo lại. Ô, cục nó bự quá, Linh gấp không nổi luôn á. Cái xương cực kỳ to luôn. Giờ Linh để ra Linh ngâm cho nó sạch cái bụi bẩn. Linh sẽ nhắc cái son này xuống luôn. Bây giờ thì Linh sẽ bắt một cái chảo lên. Ở đây thì Linh có chuẩn bị cái gia vị để mình nấu phở. Hồi trước thì mình nấu phở là mình phải ra tiệm thuốc bắc mình bổ đủ cái vị hết trơn. Thì bây giờ là Linh thấy trong siêu thị nó có cái bán cái bịch gia vị nấu phở. Thì ở đây là Linh mua 3 bịch.
Một bịch thì mình nấu được khoảng tầm 2 lít nước thì Linh mua 3 bịch là mình nấu 6 lít nước. Linh sẽ bỏ những cái gia vị mà nó to vô, mình gan trước. Nó có hành, gừng, rồi mấy cái này là mắt khén, rồi cái vỏ này nè, đủ thứ hết trơn luôn, là đủ gia vị nấu phở luôn á. Bình thường á, là Linh đi ra tiệm thuốc bắc mình mua cái gia vị nấu phở á, thì mua ít ít, người ta không có bán. Thì bây giờ trong siêu thị nó bán như vậy á, thì Linh thấy cũng rất là tiện luôn. Mình có thể là về cái mình nấu luôn, mình không có cần phân chia ra, mình cũng không có cần lựa từng loại nữa. Gan lên cho nó có cái mùi thơm. Bỏ mấy cái củ gừng tươi vô gan cùng luôn. Cái này thì mình có thể gan hạt nướng, tùy mình thích thôi. Linh gan cho cái gia vị nó lúc này nó thơm lên á, thì bỏ mấy cái nhỏ nhỏ vô mình gan cùng luôn. Tại vì Linh sợ là bỏ vô một lượt á thì mấy cái nhỏ này nó bị khét, nên là bỏ cái bự vô trước, mấy cái gia vị nhỏ nhỏ mình bỏ vô sau. Lúc này là nghe mùi phở rồi đó. Thì nó rất là thơm như vậy á, thì Linh sẽ đổ ra dĩa. Linh sẽ qua đây rửa cái thịt cho nó sạch. Cái này nếu như mà mình có vòi nước thì mình có thể là để xả dưới vòi nước để cho nó chảy hết ba cái chất cặn bã trong cái xương này nè. Này là mình phải rửa thiệt là kỹ luôn. Dạ, vậy là hồi nãy giờ là Linh đã rửa xong cái thịt heo với cái thịt bò của mình rất là sạch rồi. Trong lúc mà Linh rửa thịt đó, thì Linh ở đây có bắt một cái son nước. Thì lúc này nước nó cũng sôi rồi, thì Linh sẽ bỏ cái thịt heo với cái thịt bò mà mình mới rửa vô cái nồi này để mình ninh nước dùng. Cái thịt mình rửa kỹ thì mình mà bỏ cái thịt vô nước dùng là cái nồi nước dùng rất là trong luôn. Linh sẽ cho vô một xíu muối. Ở đây thì ba bịch gia vị Linh gan xong thì Linh có vô bịch này, Linh cũng sẽ bỏ vô đây để mình nấu luôn. Bịch này là Linh dồn lại, Linh có nướng một củ hành tây, Linh cho vô cái bịch này luôn. Linh cho thêm mấy tép gừng mà mình đã nướng. Thì cái nồi nước này thì mình ninh trong khoảng 4-5 tiếng để cho cái xương nó thật là ngọt. Nếu như mà có cái nồi áp suất thì mình có thể là dùng cái nồi áp suất để mình ninh nước dùng thì nó sẽ nhanh hơn. Ở bên này thì Linh có sắc một ít thịt bò. Thịt bò này để một lát mình ăn tái. Linh sẽ nêm xíu hạt nêm lên cái thịt bò. Mình trộn đều lên. Cái này là mình không nêm, mình để tươi cũng được nữa. Nhưng mà Linh thì thích ăn cái thịt bò nó có cái vị á, nên là cho xíu hạt nêm vô. Rồi, giờ để cho cái thịt bò này nó thấm. Bên này thì Linh có mua rau ăn kèm nè. Thì Linh sẽ gọt mấy cái củ cải trắng này để mình bỏ vô cho cái nước dùng của mình nó ngọt. Vậy là Linh đã gọt xong cái củ cải trắng này. Thì lúc này là Linh cũng sẽ bỏ vô cái nồi nước dùng cho nó ngọt nước luôn. Nồi nước lúc này nó sôi lên thì mình vớt cái bọt bỏ. Hôm nay là Linh cũng nấu cái nồi phở siêu to khổng lồ, không có thua gì cái nồi bún riêu hôm trước đâu. Linh dớt bọt xong thì ở đây là Linh sẽ cho vô ít đường phèn. Dạ, trong lúc mà đợi Linh cái nước dùng phở thì Linh ra đây Linh hái mấy cọng ngò gai vô để lát mình ăn kèm với phở. Ngò gai này là trồng có một vụ một à. Mấy năm nay cái nó tự mọc cái nó lên quá trời luôn.
À, cỏ nhiều quá Linh không có ra bằng cỏ nè. Rồi Kiki với Tuấn Tuấn với Linh nè. Thằng Tuấn hồi đó nó nhỏ xíu, bữa nay nó lớn rồi nè ông bà cô chú các bạn. Lớn đẹp đẹp trai lắm à. Hồi nhỏ nó bị smoke á, cái Linh tắm nó rồi chích thuốc cho nó xong rồi nó thai lông. Hồi nhỏ là lông nó màu đen thui à. Bây giờ thì lớn lên cái lông nó luốt luốt. Bà Kiki này thì bà bự. Bà càn anh với Tuấn Tuấn lắm. Đó thấy Tuấn Tuấn ngay muốn nhảy lòng lên nó ngồi luôn. Tuấn Tuấn thì lanh lắm. Có điều có cái tật xấu là hay tha đồ đi dục tùm bậy. Thôi hai đứa nào cũng thương mà. Ôi ôi coi kìa, nó muốn leo lên đầu lên nó ngồi luôn vậy. Hồi gãy cây mận là con bị đánh nè Tuấn. Coi kìa hai đứa nó cây mận này kia. Trời ơi coi nè, hai đứa này nó phá. Linh gào hai gào mà nó mỗi lần đi hai gào là nó vậy đó. Rồi Tuấn Tuấn con ngồi lên mấy cái gào này hư hết rồi, chưa kịp hái nữa con quậy hư hết rồi. Coi bả lanh kìa, hai đứa. Thôi thương biết thừa thương rồi, ngồi xuống coi chế hái gào rồi. Ngồi đây nha, ngoan nha, hái gào. Nó thấy Linh thọt tay bên kia nó tưởng đâu là Linh nựng Tuấn đó, nó chạy theo cái tay của Linh. Rồi biết rồi, ngồi yên, ngồi yên. Nè. Ngồi yên chứ Linh hái gào. Nó vậy đó, nó khôn lắm. Hai con này không hái được nhiều mà nó quậy Linh không đó. Gao này nó nhiều nè, mưa xuống cái nó lên, vợ nó nhóc hết trơn luôn. Rồi Linh hái nhiêu đây chắc đi vô được rồi. Rồi vô Tuấn kia ơi. Dạ Linh mới vừa đi hái gao ngòi vô á, Linh lặt xong thì lúc này là quay qua cái nồi nước dùng rất là ngon luôn. Cái nước dùng cực kỳ trong mà nó có cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Cái màu đỏ đỏ này á, là do là cái gia vị nấu phở của mình nó ra màu á. Nếu mình không thích cái nước dùng của mình có màu đỏ như vậy á, thì mình có thể là trụng nước sôi cái gia vị trước. Nhưng mà Linh thấy trụng nước sôi trước á, thì nó sẽ giảm bớt cái mùi thơm. Linh thì thích cái mùi thơm nên là Linh không có trụng mà Linh bỏ vô Linh nấu luôn. Bây giờ thì Linh sẽ cho mấy cái bò viên này vô trong cái nồi phở. Linh cho bò viên vô xong á thì mình nấu chắc tầm khoảng 10 phút là bò viên nó chín rồi. Tại vì bò viên này thì viên nó cũng nhỏ nhỏ không à. Lúc này thì Linh sẽ nêm lại cái nước dùng. Tại vì cái nước dùng là hồi nãy giờ là Linh chưa có nêm gì á, chỉ có nêm một xíu đường với muối thôi. Cho hạt nêm vô thì giúp cái nồi lẩu của mình nó thanh hơn. Linh sẽ cho thêm xíu muối. Tại sợ một lát mình ăn cùng với bánh phở mà mình nêm nó nhạt quá thì nó sẽ mất đi cái hương vị của cái phở. Giờ thì trong lúc mà đợi cái bò viên nó chín thì Linh qua đây Linh sẽ rửa cái ngò gai mà lúc nãy Linh hái. Ngò gai này thì trồng ở nhà nên là nó sạch sẽ lắm, không có phân thuốc gì hết trơn á. Mà nói ra cũng không có trồng nữa. Chồng có vụ đầu à, mấy vụ sau này cái nó tự rụng cái bông á, nó lên mà nó tốt vậy á. Ngò gai này thì môi trường nào nó cũng sống được hết trơn á. Mưa thì nó tốt hơn, nắng thì nó hơi cằn cỗi nhưng mà lá nó cũng to to không nè. Bữa nay á, thì ăn lẩu là có gao ngò gai nè, ngò ôm, rồi ngò gí. Ở đây thì có giá nữa. Nếu mà ai thích ăn rau cần á, thì mình cũng có thể là bỏ rau cần vô. Rau cần mà rau cần ta á, rau cần nước á, nó thơm lắm. Cái lá này nó hơi ủ quá nên bỏ luôn. Rửa ngò gai xong Linh sẽ rửa ngò ôm. Ngò ôm này thì nó cũng có cái mùi rất là thơm. Linh mua có 5.000 à, cô lấy cho Linh một bó rất là bự luôn á.
Giờ là Linh sẽ rửa hành với ngò gí. Rửa hành với ngò gí xong á thì lúc này là Linh sẽ sắc mịn hành với ngò gí ra để lát mình bỏ vô cái tô phở. Dạ bà cô chú các bạn ơi, thì Linh mới vừa sắc hành xong á, thì lúc này là cái nồi nước dùng Linh thử lại là rất là ngon rồi. Linh sẽ bắt đầu gấp cái miếng bò này ra để cho mẹ Linh sắc giúp Linh. Rồi Linh sẽ bắt bánh phở để mình chuẩn bị ăn luôn. Cái nồi phở này là chiều nay Linh nấu lâu lắm rồi đó. Cho xíu giá, cho ít thôi, lát ai ăn nhiều thì lấy thêm. Nóng quá. Nóng rồi mẹ. Sau đó thì Linh cho hành ngò lên nè. Rồi mình cho hành tây lên. Ở đây là bò tái hồi nãy Linh sắc á. Rồi bò của mẹ Linh mới vừa sắc xong. Mình để đây. Để Linh bắt xong một lần rồi cái mới múc nước dùng luôn. Chín dữ luôn ha trời. Tại hầm mấy tiếng đồng hồ mà. Phải có gân nha, gân mới ngon. Chả thích ăn gân mà không mua được. Bây giờ dịch bệnh nhầm khi nó có, nhầm khi nó không. Với chỗ mình ít ai nuôi bò nên là không có thịt bò. Thịt bò gì đó ra đeo mặn không? Nóng không? Nóng mà kéo sắt có bao tay nó mới đỡ. Giá chiều nay mua ngon quá ha mẹ. Giá tại chút ở đây cổng ú ú không à. Mập không ngon. Dạ. Ở nhà mình làm cho nhiều thịt. Ăn nhìn cho nó hoành tráng. Dạ bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh đã nấu xong một cái nồi phở rất là ngon luôn. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Rồi, mời các bạn cùng dùng nha. Ai ăn gạo lấy thêm ha. Còn thêm xíu ngò gai.
là bỏ ngồi gai ngồi ôm rồi vô ăn. Con có thì là con thích hành nên là con bỏ thêm hành. Vì ba bỏ nhiều lắm rồi đó nha. Trời thịnh cạp cục xương vậy đó hả con? Cái cục xương bự quá, cạp không được, khê vô cái tay kìa kìa. Nhưng mà nội đỡ cho con cạp hen. Ginh không nổi hả? Ginh không nổi cục xương kìa đó, đó. Chiều nay cô ba cũng làm tô phở ginh không nổi luôn. Wow. Nhâm, nhâm. Ngon quá trời luôn. Còn có cục xương được rồi. Nhâm nhâm. Nhâm nhâm nhâm. Ừ. Lâu lắm rồi mới được thưởng thức cái tô phở ngon vậy luôn á. Không, ở nhà ăn thịt đầy đủ, đi quán ăn có một miếng thịt thôi. Chút ép à, thịt ní ní không à. Này con cắt dày luôn á. Này, này ngon quá vậy ba. Chứ hồi mà dì ba làm thì dì ba là con bị rất căng. Nhà con không ăn được thịt bò. Để cho dì ba ăn đi, con ngồi quá nhỏ nè. Không ăn được thịt bò hả? Dạ. Ừ. Bữa nay dì ba làm nhiều quá. Thấy hấp dẫn. Ừ. Nó ngon. Cái nó nóng không? Nguội. Trời chịu nổi giờ. Nổi giờ nó qua cái bà nó. Trời ơi. Chịu nổi giờ. Rồi con cạp cục thịt vậy đó hả? Cạp cục xương vậy đó bà cô chú các bạn. Ủa con không cạp nữa sao? Rồi hấp nước cùng với cô ba nè. Bảo đồ nặng chanh không bảo? Rất ngon. Nè quả chia cho nè. Nè nè mâm mâm nè. Trời ơi thịnh ăn ngon lành luôn. Cô ba thấy cô ba nấu cũng không thua gì đầu bếp đâu nha. Nồi phở hôm nay rất là ngon luôn á. Nè mâm mâm nè. Cái loại này nè, nè nó cho con này nè. Quá ngon. Nó thấy bảo nặng chanh nó cũng muốn nặng chanh cho cái tô của con nữa. Con nặng chanh đó hả? Rồi. Nặng rồi sao? Rồi, có chanh rồi, rồi bỏ xuống, nặng xong rồi bỏ xuống. Rồi, cô ba đút con húp nha. Thấy tô phở hấp dẫn quá, ngon quá. Đi đường về bến ra bến xe anh tàu cũng miếng xíu à. Bán nước không có đặc gì đâu. Hồi nước súp người ta không đâu có hầm xương giống mình đâu. Dạ. Sáng con mua mấy cục xương nó mấy kilo rồi. 2 kg xương. Giờ phở là giờ chắc là 40 hay là 35. Trời, con phở là 50 ngàn ăn không được nữa con. Về mình về ghé chạm xe quất tô 60 ngàn nè. Mà có mấy lát không dưới hả? Nhí không à. Dạ. Mẹ ơi con không đút cho nó, con húp cái nó la lên mẹ. Có 70 ngàn. Thịnh ơi. Con không đút cho nó. Cô ba ham ăn không đút. Nè nè con không đút cho nó là không ăn à. Đó nhìn theo dữ à. Nè chả không. Đút con phở bỏ vô đút cho nó nãy mẹ mày đút cho con. Rồi mâm mâm nè. Đó. Ăn mà còn chấp chấp nữa. Không có bỏ nè, trắng nữa có đường đen luôn. Xuất sắc không con? Xuất sắc. Bao lâu rồi không được ăn phở? Mấy tháng rồi ha? Dạ. Hồi tháng 3 tới giờ hả? Hồi xuống tới giờ là mình đâu có nấu hả? Đợt phở bảo đứt tay á. Nấu bảo đâu ăn được thịt bò đâu. Không đút nó kêu mẹ ơi. Thịnh ơi, không đút cái nó kêu. Lấy phở đút cho nó đi con. Lấy con phở, lấy con phở đút nó. Phở tao bỏ thịt bò được rồi. Chan trứng này cũng ngon nè, húp sớm để hơn lát nguội ăn không ngon á. Nãy biết vậy khi nào ăn xong hết rồi. Nè 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 cô ba đút súp súp trứng nè. Nè cô ba đút miếng súp trứng này bổ lắm nè. Ăn phở là cái này là tinh tí của phở nè. Phải cầm cái muỗng luôn rồi. Đây 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 rồi cô ba đút nha. Nó sợ con giật lại vậy mẹ, nó lấy tay tự đút luôn. Ăn từ từ thôi. Rồi mâm mâm nữa tiếp. Đó, chiều nay Thịnh ăn ngon quá luôn.
Ăn từ từ thôi, cô ba đút con mà. Sợ ông đút nãy gì húp gột gột luôn. Húp ít thôi, cô ba múc ít nha. Quá trời miệng mồm. Cô ba ăn miếng bò tái coi. Ngon quá trời luôn. À, rồi mâm. Chưa kịp đút nữa là hả họng ra à. Cái gì ào quá. Thịnh này mắc cười thiệt luôn á. Chém hồi đúng không? Hấp trứng gà con. Chiều bà ngoại đói ăn sức mồ hôi. Dạ. Sức mồ hôi cho khỏe. Sức mồ hôi. Bà nội mấy nay ốm yếu quá à. Mẹ ăn trứng cứng rồi mẹ cho bòi bỏ mẹ. Trứng bỏ mà. Phải hột gà mình còn bỏ nữa. Nè mẹ húp nguyên cái trứng luôn. Béo lắm. Nước phở không béo không. Húp lúc nóng là ngon hơn nữa. Tại giờ nguội vậy. Mà mẹ nguyên trứng vậy nha. Ờ mẹ húp luôn. Béo. Béo không. Béo mà ít ăn sống. Đâu phải quán phở nào người ta cũng bán trứng đâu. Tùy quán cái nước dùng thật là ngon người ta mới bán cái trứng đó. Béo mà bổ nữa. Đi lên ông cậu cái bình dẫn đi ông thả cũng có súp trứng à. Ừ. Con không đút nữa, nó ngồi ra mẹ nghe không? Quá dữ rồi. Ngon không Thịnh? Hồi đó giờ tôi đâu có đi quán đâu, cũng Linh về nhờ cũng Linh nó nấu ăn thôi chứ đâu có đi quán ăn phở đâu. Không phở ngoài cái nước đó đợt ăn kêu ăn sống ăn. Tiết 60 ngàn. Nhiều. Tiết 60 ngàn không 50 ăn. Ngàn. 50 hay 60? 50. Đó là ngày trả mà. Ủa khi hả? Ủa nó không biết ai chưa mà nó cũng trả nên ra nó mới hỏi. Nhìn dữ lắm á. Thấy ngoài này mình ăn mà ra trả tiền. Út Kim là con của bà cô cho con 20 ngàn quá hả? À 20 ngàn thành tài. Qua nổi là nổi lúc nè. Cô bà lẽ cô ba ăn đi. Mày nổi ăn rồi hết rồi nè. Tới là lúc con hen. Nhà bà cô cho 20 ngàn mới không nghỉ học hả? Nhà bà cô cho 20 ngàn mới thành tài đó hả? Út Kim đó đó. Út Kim đó chung con bà sao bà cô sáu. Bữa nay cô nhiều quá nha. Quá ngon bảo rồi. Cho húp trứng súp kìa, cho húp nước đó, húp trứng trứng cả bộ. Cái nào cũng bổ hết trơn. Cái nè, cái nè. Cái này nè, nổi lúc cho con từ từ từ, ăn từ từ thôi, nổi đâu có ăn đâu. Được chưa? Muốn húp nước không? Lại muốn nước, nước, nước cho. Già luôn, già ăn lên luôn đấy nè. Ừ. Cô ba nấu khéo quá hả Thịnh? Khéo túi Thịnh ăn hết trơn luôn nè. Ăn coi kìa dét vô miệng dính dưới nó dính cái miệng kìa. Okay. Miệng Thịnh coi kìa. Nhét vô sao còn lọt lại con nè, nè. Thịnh ăn vậy là cô ba mở quán phở được rồi đó. Thịnh ăn là ngon rồi đó. Nè nè, đó, nè nó giờ đó, giật mạnh ra luôn nữa đó. Dạ bà cô chú các bạn ơi, thì hôm nay là Linh nấu cái nồi phở này rất là ngon luôn. Thì bây giờ là cả gia đình Linh đã dùng xong cái buổi phở này rồi. Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ vào những cái video tiếp theo nha. Bye bye bà cô chú các bạn. Bye bye bà cô chú.